hàng chục trường hợp nhiễm bệnh ngay trong thành phố, thậm chí ngay bên cạnh bạn có người đã nhiễm bệnh. Chỉ cần một cú nhấp chuột, những thông tin này đã gây hoảng sợ cho cộng đồng, làm khó khăn hơn cho công tác phòng chống dịch bệnh. Những thông tin sai lệch, bịa đặt đã khiến dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona từ bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm đã trở thành bệnh dịch tin giả tràn lan trên mạng. Tin giả y tế, hậu quả khó lường. Tham gia trong trường quay lúc này là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Một người nhiễm virus corona thì gây bệnh viêm đường hô hấp cấp có thể lây bệnh cho một số người nhất định khi tiếp xúc. Thế nhưng một tin giả như thế này thì có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Và có một cái số liệu đã được ghi nhận lại, đó là có đến trong một thời gian rất là ngắn thôi thì có đến lượng tương tác là 4.200 lượt thích và 16.000 lượt chia sẻ. Có thể thấy rằng nếu như dịch tin giả y tế thì nó lan nhanh hơn rất nhiều so với dịch bệnh. Tin giả vì mục đích trục lợi, vì mục tiêu gây nhiễu loạn hay có khi chỉ là để thu hút sự chú ý đang trở thành một nguy cơ không kém dịch bệnh, bởi có hàng ngàn tin giả với nhiều dạng khác nhau đang hoành hành trên mạng. Và cuộc chiến này thực sự không có biên giới trên mạng khi ngay các hãng công nghệ như Facebook, Google và Twitter đang vào cuộc ngăn chặn những thông tin giả hoặc bóp méo sự thật về dịch bệnh này phát tán trên mạng xã hội. Các mẹ biết gì chưa? Ở ABC đã có người nhiễm bệnh. Không ai có thể bình tĩnh khi biết bệnh dịch đã ở ngay bên mình như vậy. Nhưng đây là loại tin giả phổ biến nhất, gây hoang mang cho người dân nhiều nhất. Hay những hình ảnh được ngụy tạo, hàng loạt người nằm gục trên phố ở trung tâm dịch bệnh. Thậm chí Tổng thống Mỹ cũng bị lợi dụng tin giả, tạo tin giả liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Đã có 13 nước đóng cửa biên giới với Trung Quốc do dịch bệnh. Những cái thông tin này thì được tạo ra và nhanh chóng lan truyền trên mạng. Ông nghĩ như thế nào về cái câu chuyện là tác hại của tin giả trong cái việc chúng ta đang phòng chống cái dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra này? Tôi nghĩ tin giả do dịch bệnh do đường viêm đường hô hấp cấp corona nó cũng giống như tất cả các tin giả khác, nó đều có những cái hậu quả của nó. Tuy nhiên nếu mà tin giả trong y tế thì không phải hậu quả ngay lập tức mà có thể hậu quả rất lâu dài. Tôi nghĩ đây là một cái vấn đề mà chúng ta phải đối mặt. Vâng, cái hậu quả lâu dài mà ông nhắc đến nó sẽ được biểu hiện cụ thể ra sao? Lâu dài rất đơn giản là người ta sẽ mất niềm tin vào những thông tin chính thống. Và chỉ khi mà cái thông tin giả được chính thức đính chính hay được bị xóa bỏ thì cái sự suy nghĩ của người dân người ta sẽ được thay đổi. Còn nếu mà chưa được sự đính chính thì cái tin giả đấy nó sẽ làm ảnh hưởng đến thông tin chính thống, thông tin có lợi cho cộng đồng. Vâng, chúng tôi đã đưa ra một cái ví dụ là chỉ một cái mẩu tin giả thôi ở trên mạng thì ngay lập tức đã có đến 16.000 lượt share. Và rất nhiều người ở trong số đó thì đã nghĩ rằng là cái việc mà họ chia sẻ, họ like một cái thông tin như thế có nghĩa là họ mang lại cái giá trị cho cộng đồng, tức là họ chia sẻ thông tin để nhiều người biết thêm về dịch này. Ông nghĩ như thế nào về cái tác hại khi mà chúng ta vô tư chia sẻ những cái thông tin chưa có kiểm chứng và rõ ràng là đang gây hoang mang xã hội như thế này? Tôi nghĩ chuyện đấy là chuyện rất bình thường, nó cũng giống như tất cả mọi cái thông tin khác hiện nay. Chúng ta đều biết là cái sự văn hóa trong hoạt động trên mạng xã hội hiện nay cũng chưa có bất cứ ai có thể nói đây là đúng hay là sai. Và cái việc share hay không share, đấy là quyền của mỗi người sử dụng mạng xã hội. Thì tôi nghĩ chúng ta cũng không phải quá chê trách, mà ngược lại chúng ta phải suy nghĩ kỹ tại sao những cái tin đấy mà để người ta share. Còn những tin thật, tin mà chính thống thì lại không được người ta share. Chúng ta phải suy nghĩ ngược lại. Ông đưa ra một cái câu, có lẽ là một câu hỏi, nhưng mà hoàn toàn nó là câu trả lời cho những gì nó đang diễn ra trên mạng. Tức là cái câu chuyện là, vậy thì tại sao mà tin thật lại không được share, không được like và không được lan truyền nhiều như tin giả, đúng không ạ? Rõ ràng là trong khi chúng ta đang căng mình để chống lại dịch bệnh thì song song là các chiến dịch chống tin giả y tế. Những cái hành vi tung tin lan truyền tin giả là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Bộ Công an, Bộ Y tế và Chính phủ thì đã khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp này. Vì lo ngại dịch bệnh, gia đình chị Ngọc Tết này đã không dám cho con đi chơi Tết, cũng không dám gặp ai. Khi mình nghe được thông tin là sai như thế thì mọi người, các bà rồi mọi người, bản thân mình cũng rất là hoang mang. Chẳng dám cho con đi chơi đâu cả. Đi đâu thì cũng rất là lo sợ. Mà cả Tết vừa rồi nó coi như là ở nhà, gần như ở nhà, cũng chẳng dám về quê. Nhưng mà đến khi mình biết được rằng là không phải là như thế thì đâm ra là cũng thoải mái hơn.
Rất nhiều người cũng bị hoang mang như gia đình chị Ngọc do thông tin giả. Hiện công an các tỉnh đã tiến hành xử lý 8 đối tượng ở 7 tỉnh do lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Đáng chú ý, có trường hợp đã bị phạt lên tới 30 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ người nổi tiếng cũng đã lan truyền thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Cát Phượng đã được nhắc nhở và chỉnh sửa thông tin. Các cái đối tượng này thì nắm những cái thông tin đó ở những cái kênh không chính thống, không chính xác và muốn tự đưa thông tin lên để mà thu hút nhiều người xem, nhiều người theo dõi nhằm cái mục đích cá nhân của mình. Thì trong những cái trường hợp này thì khi mà chúng tôi xác minh làm rõ cái việc đưa cái thông tin không chính xác như vậy thì chúng tôi sẽ có những cái biện pháp xử lý theo đúng cái quy định của pháp luật. Người dân cần lưu ý tìm hiểu thông tin về tình hình dịch từ những nguồn đáng tin cậy như trang web của Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Báo Sức khỏe và Đời sống. Bộ Y tế cũng thường xuyên gửi tin tức cập nhật qua mạng xã hội Zalo để người dân theo dõi. Rõ ràng là những cái hành vi ngụy tạo hay là lan truyền tin giả thì nó đã có những cái tác động tác hại nhất định đến xã hội, và đây là những hành vi bị cấm cũng như là sẽ bị xử lý nghiêm. Vậy thì theo ông đánh giá như thế nào về cái việc là xử phạt như vậy thì nó sẽ có cái tác dụng ngăn chặn tin giả trên mạng? Tôi nghĩ đấy là một cái việc của các nhà chức trách khi mà có những tin giả, khi có những cái chuyện ảnh hưởng đến đời sống xã hội thì sẽ có những quy định pháp luật. Tuy nhiên thì tôi vẫn bảo như quan điểm đấy là chúng ta xử phạt thì không khác gì bắt cóc bỏ đĩa. Chúng ta không thể xử phạt được tất cả những người dân trong xã hội, mà chúng ta phải nhìn ngược lại vấn đề là tại sao người dân lại thích tin giả hơn tin thật. Thì tôi mong muốn là các cái cơ quan chức năng chúng ta phải tìm hiểu sâu nguyên nhân tại sao những nguồn tin giả lại xuất hiện và nguồn tin giả đấy từ đâu, và xử lý đến tận gốc rễ của vấn đề. Vâng. Ông có một câu hỏi và đã nhắc lại hai lần. Vậy thì theo ông, dưới góc độ là một chuyên gia kinh tế, là một chuyên gia về y tế, thì ông thể đưa ra một cái lý giải nào đó về việc tại sao tin giả nó lại xâm chiếm ở trên mạng nhiều như vậy? Rất dễ là cái tin thật hiện nay chúng ta ít quá. Chúng ta không có đủ các cái thông tin liên tục cập nhật đối với cả trong các cái thông tin chính thống cũng như là trên mạng xã hội. Nếu các thông tin chính thống lan truyền đầy đủ ở tất cả mọi hệ thống thì tôi không nghĩ có một tin giả có thể len vào đấy được. Và một đặc điểm nữa là chúng ta phải bảo đảm những thông tin của chúng ta là thông tin chính xác. Vì ngay cả những thông tin của chúng ta hiện nay cũng chưa chắc những thông tin mà ở những cơ quan truyền thông gọi là lề phải của hệ thống vẫn có những thông tin không chính xác. Thì chúng ta phải bảo đảm cái điều là tất cả thông tin mà chúng ta đưa đến cho xã hội phải là thông tin tốt và chính xác. Vâng, ở đây thì chúng ta thấy rằng là lần đầu tiên thì Bộ Y tế đã có rất nhiều những kênh thông tin ở trên mạng, những cái trang web của Bộ Y tế, rồi những cái báo Đời sống Pháp luật chẳng hạn, tức là những kênh thông tin trực tiếp đưa thông tin đến người dân. Thế nhưng ngược lại, ông cũng vừa đưa ra một cái ý và cái thông tin đó, câu chuyện về chính xác và cập nhật. Ở đây ông có thể phân tích là chúng ta sẽ cần sự chính xác và cập nhật như thế nào khi mà chúng ta đã có những kênh thông tin đến người dân như thế? Việc quan trọng nhất là khi người ta cần cái thông tin gì, chúng ta phải cung cấp thông tin đấy. Và cái thông tin đấy sẽ đúng hay không, tôi nghĩ khẳng định đấy là do xã hội sẽ đáp ứng cái kết luận. Vì nếu chị nói rất nhiều thông tin giả, nhưng mà tôi không nghĩ có thông tin giả nào có thể tồn tại quá được 24 tiếng trên mạng xã hội nếu mà thông tin đấy không chính xác. Và tất cả những like, những share sẽ tự động sẽ biến mất đi và hiệu quả sẽ không còn nữa. Ngược lại, những thông tin chúng ta đưa ra chính xác, đúng với cả mong muốn của những cái nhu cầu của xã hội thì thông tin đấy sẽ tồn tại. Vâng, chúng tôi thì có một cái số liệu như thế này, đó là vào năm 2002 thì dịch SARS đã làm nhiễm 8.000 người và tỷ lệ tử vong là 7 đến 9%. Năm 2012 thì cái dịch MERS đã nhiễm khoảng 2.500 người và cái tỷ lệ tử vong thì khá cao, khoảng là 34%. Và đến năm nay khi mà chúng ta có cái dịch bệnh này thì cái tỷ lệ mà tử vong ấy thì đến bây giờ nó là dưới 3%, nó khá là thấp. Những cái thông tin như thế này thực ra thì nó rất chuẩn, thế nhưng ngược lại, cái câu chuyện là làm sao để những cái thông tin chính thức này nó hấp dẫn hơn, nó gần gũi về đời sống của người dân hơn, và như vậy thì nó sẽ đến với đông đảo mọi người hơn. Đây có phải là cũng là một vấn đề của những cái thông tin chính thức không? Tôi nghĩ đây là vấn đề rất rất quan trọng, cách đưa thông tin đến cho người dân, đến cho xã hội. Chúng ta phải đưa thông tin hai chiều.
Tôi cũng vừa viết trên VN Express chiều hôm qua về trong một góc nhìn. Chúng ta đưa thông tin tốt, đấy là tỷ lệ tử vong của dịch corona dưới 3%. Nhưng trở lại chúng ta phải đưa cho thông tin cho người dân hiểu, đấy là cái tỷ lệ lây truyền của corona nó nhanh hơn rất nhiều so với SARS. Trong vòng một tháng, corona đã dày nhiễm hơn so với SARS trong vòng 4 tháng. Thế chính vì vậy, người dân người ta cần thiết chỉ phải nghe thông tin hai chiều, và những thông tin đấy phải bảo đảm sự chính xác, đưa ra từ những cơ quan có trách nhiệm, và nó phải dễ hiểu hơn, phải gần với người phải dân rất dễ hiểu không? Vì người dân người ta sẽ luôn luôn lượng đánh giá là liệu cái thông tin ấy có phải là thông tin an ủi không, hay ngược lại người ta sẽ đánh giá là thông tin ấy có thông tin dọa người ta không. Và rõ ràng chúng ta sẽ phải tỉnh táo với những cái bộ lọc thông tin, đồng thời rõ ràng là cái sự phản hồi từ mạng xã hội cũng là điều rất quan trọng đối với hệ thống của chúng ta, đúng không ạ? Dạ. Vâng, xin cảm ơn ông đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn chị. Chúng ta thì đã từng khống chế được dịch SARS trong quá khứ, thế nhưng chục năm trước chúng ta chưa phải đối mặt với dịch tin giả mạnh mẽ như lần này. Thời điểm này thì đồng thời với đối mặt với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona thì còn cả nạn tin giả. Thông tin y tế sai lệch thì rất tai hại, thậm chí để lại cái hậu quả chết người. Thế nhưng trước những diễn biến của tình hình dịch bệnh thì việc tiếp cận thông tin là cần thiết. Và để chống tin giả thì ngoài bộ lọc tốt của các cơ quan liên quan, của chính người dân thì việc quan trọng nhất là cung cấp thông tin nhanh, trực tiếp và đáng tin cậy, các thông tin chuẩn xác để người dân đánh giá đúng vấn đề của dịch bệnh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.